Người phụ nữ xinh đẹp với khuôn mặt quyến rũ này chính là CEO trẻ tuổi nhất. Tuy rằng bên ngoài cô ấy vừa mới kế thừa sản nghiệp gia đình, nhưng trên thực tế, cứ vài chục năm cô ấy lại trẻ hóa lại, rồi lấy danh nghĩa mới để tiếp tục kế thừa gia sản. Sự hồi sinh như vậy khiến tập đoàn của cô ngày càng lớn mạnh, cứ tiếp tục như thế, trở thành tập đoàn nổi tiếng toàn thế giới. Tuy nhiên đến một ngày, công nhân của Angelique vô tình đào được một cỗ quan tài bằng sắt, họ không kiềm chế được mà mở cỗ quan tài ra, nhưng vào lúc sợi dây xích bị cắt đứt, bên trong quan tài bay ra một làn khói trắng. Tiếp đó, một bóng người từ trong quan tài bay ra, một người công nhân cũng bị bắt đi. Giây tiếp theo, thi thể của người đó liền rơi xuống. Những người khác thấy thế, liền sợ hãi bỏ chạy tán loạn, nhưng họ chạy không được bao xa thì liên tiếp đều bị tấn công. Kẻ thần bí đã hút sạch máu của người công nhân cuối cùng, rồi sau đó từ từ xuất hiện. Ngày hôm sau biết được trên công trường của mình có người chết, Angelique không quá để tâm đến việc đó. Nhưng khi cô nghe thấy quan tài sắt, thì ngay lập tức liền biến sắc. Khi tới hiện trường kiểm tra, cô nhìn quan tài trống không liền nhớ về quá khứ. 200 năm trước, Angelique vốn là một người hầu có xuất thân thấp kém, nhưng vì cô xinh đẹp nên đã được thiếu gia để ý tới. Rất nhanh, hai người đã rơi vào lưới tình. Nhưng vào lúc Angelique đang chìm đắm trong tình yêu, thì Barnabas lại cho rằng hai người sẽ không có kết quả. Sau đó, liền đề nghị chia tay. Tuy nhiên không lâu sau, Barnabas đã yêu một cô gái khác là Julia. Cảnh tương thân mật của họ, trùng hợp đã bị Angelique nhìn thấy. Cô yêu say đắm Barnabas, cho nên quyết tâm báo thù gia đình anh. Cô bắt đầu lén học phép thuật phù thủy, nghiên cứu các loại lời nguyền và vô tình phát hiện ra cách bất tử. Sau đó, cô đã gieo lời nguyền lên Julia, khiến cô ấy không chịu khống chế mà nhảy xuống vực. Barnabas vô cùng đau lòng, cũng nhảy xuống theo Julia. Nhưng khi anh ngã xuống, lại phát hiện bản thân không bị sao cả. Hóa ra, Barnabas cũng đã bị Angelique nguyền rủa, biến thành ma cà rồng trường sinh bất tử. Nhưng Angelique không hề dừng lại, cô kích động người dân bắt anh lại. Sau đó, bắt nhốt anh vào trong quan tài sắt, trải qua sự tra tấn đau khổ. Bây giờ đã trôi qua 200 năm, Barnabas cuối cùng cũng đã được giải thoát. Nhưng vì thời gian đã trôi qua 200 năm, nên anh không theo kịp xã hội ngày nay. Một số biển quảng cáo lại khiến Barnabas tưởng đó là ký hiệu của ác quỷ. Tất cả đều khiến anh cảm thấy lạ lẫm và mới mẻ. May mà Barnabas dựa vào ký ức của mình tìm được đường về nhà. Nhưng đáng tiếc là gia tộc Colin nổi danh năm đó giờ đã thất truyền. Đồ vật trong biệt thự cũng trở nên cũ kỹ. Mà Angelique biết được Barnabas đã được giải thoát, cũng nhanh chóng đến biệt thự. Quả nhiên, cố nhân đã 200 năm chưa gặp thật sự đã trở lại. Angelique hôn lấy Barnabas. À, vẫn là mùi vị quen thuộc, nhưng Barnabas không ngờ rằng Angelique vẫn còn sống. Tuy rằng 200 năm đã trôi qua, nhưng anh vẫn còn hận những gì mà cô làm năm đó. Mà Angelique nói thẳng rằng, thực ra sự thất truyền của gia tộc Colin đều là do cô làm. Cô chính là thích cái dáng vẻ anh hận mình, nhưng không thể làm gì được. Banama tức giận chuẩn bị ra tay, nhưng Angelique nhanh chóng hất bay tấm rèm, để cho ánh sáng chiếu vào cơ thể của anh. Suýt chút nữa, Barnabas đã bị thiêu thành cho bụi. Sau đó, Angelique để lại một câu chào mừng sự trở lại, rồi xoay người rời đi. Mà Barnabas không cam lòng, quyết định lấy lại những gì thuộc về mình. Anh phát hiện trong trang viên vẫn còn vài người, hơn nữa còn đều là họ hàng trong gia tộc. Mới đầu, họ cho rằng Barnabas là một tên lang thang kỳ quái. Không ngờ, anh lại biết từng cơ quan được ẩn giấu trong biệt thự, còn dẫn theo chị Elizabeth tới căn phòng bí mật, tìm ra những bảo vật gia truyền mà tất cả mọi người đều không biết đến. Elizabeth lúc này mới tin người đứng trước mặt mình chính là Barnabas của 200 năm trước. Nhưng Barnabas cũng lấy bảo vật gia truyền ra, trao đổi để Elizabeth giúp mình che giấu thân phận ma cà rồng. Ngày hôm sau, Barnabas lấy thân phận họ hàng xa đến thăm để ở lại. Elizabeth giới thiệu anh với các thành viên trong gia đình. Nhưng điều làm Barnabas kinh ngạc là vị gia sư mới tới của gia đình lại giống hệt với Julia đã chết. Có điều, Barnabas tạm thời kiềm chế bản thân, không dám kích động. Việc quan trọng bây giờ là lấy lại sản nghiệp của gia đình. Đầu tiên, Barnabas bán một ít châu báu đi để tu sửa lại trang viên. Sau đó, dẫn mọi người tới các bến cảng, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm mà cha để lại thu hút các doanh nghiệp. Rất nhanh, công ty kinh doanh cá của họ đã được mở lại. Vì để gia tăng thêm tàu đánh cá, Barnabas đã tìm đến ông chủ đóng tàu, thuyết phục họ từ bỏ công ty của Angelique. Nhưng kết quả nhận được chỉ là lời từ chối. Thế nên, Barnabas dựa vào sức mạnh ma cà rồng của mình liền thôi miên ông ta. Tất cả đều nghe theo anh. Cứ như vậy, sự nghiệp gia tộc dưới quyền điều hành của Barnabas ngày càng lớn mạnh. Cùng lúc đó, tình cảm của anh và Victoria cũng nhanh chóng tiến triển. Angelique biết được tất cả thì vô cùng tức giận, không ngờ rằng Barnabas có bản lĩnh đến thế. Thế nên, cô liền mời anh đến để nói chuyện và lấy ra tờ chi phiếu 2 triệu đô để mua lại sản nghiệp của anh. Nhưng Barnabas tất nhiên sẽ không đồng ý. Thứ anh muốn không phải là tiền, mà là lấy lại ánh hào quang của gia tộc Colin. Ai ngờ Angelique không hề tức giận, cũng không tiếp tục khuyên nhủ nữa. Thực ra mục đích lần gặp mặt này chính là để Barnabas nhớ lại kỷ niệm của hai người họ. Mà đối diện với sự mê hoặc chết người của Angelique, cho dù Barnabas cố gắng kìm chế khát vọng của bản thân, nhưng bụi cỏ khô 200 năm gặp phải lửa cũng bốc cháy. Nhưng sau đó, Barnabas bắt đầu cảm thấy hối hận và từ chối yêu cầu của Angelique. Nhưng Angelique tức giận nói, nếu cô không có được anh, thì người khác cũng đừng hòng có được. Vì để tạo sức ảnh hưởng cho gia tộc, Barnabas đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng. Nhưng người có máu mặt trong trấn đều đến tham gia bữa tiệc. Điều này khiến Barnabas chắc chắn rằng sự hồi sinh gia tộc đang đến gần. Anh cũng lấy hết dũng khí để bày tỏ tình cảm với Victoria, mà quá khứ lại lặp lại một lần nữa. Cảnh tượng hai người thân mật vừa hay lại bị Angelique nhìn thấy. Cô tức giận đến run rẩy, dường như muốn phá vỡ cả buổi tiệc. Cùng lúc đó, một kế hoạch tàn ác lại xuất hiện trong đầu cô. Tuy rằng Barnabas có được trái tim của Victoria, nhưng bản chất ma cà rồng của anh cũng dần bị bại lộ. Điều này càng ngày càng khiến anh giống một tên ác quỷ. Nhưng nếu muốn biến trở về thành con người, thì anh phải giải được lời nguyền của Angelique.
khiến Barnabas không ngờ được rằng là Angelique sớm đã dự liệu được anh sẽ có ngày hôm nay. Cô đồng ý thu lại lời nguyền, nhưng với điều kiện Barnabas phải trở thành người yêu của cô, cùng cô thống trị nơi này. Nhưng Barnabas đã có người trong lòng, thế nên đã từ chối lời đề nghị đó. Không ngờ trong cơn tức giận, Angelique đẩy Barnabas vào trong quan tài rồi dùng xích trói chặt anh lại. Nếu như anh đã không muốn ở bên tôi, thì hãy tiếp tục sống trong quan tài đi. Trước khi rời đi, Angelique tiếp tục nguyền rủa đốt cháy công xưởng của Barnabas. Sau đó, cô lại đem quan tài chứa Barnabas tới một nơi xa. Trước khi đi, còn không quên buông lời tàn nhẫn rằng, lần này cô sẽ hủy hoại gia tộc Colin một cách triệt để. Tuy nhiên, Angelique rời đi chưa được bao lâu, thì cậu bé trong gia tộc đã tìm đến đây. Mẹ của cậu bé từng vì dính lời nguyền mà chết. Bây giờ Angelique lại làm chuyện ác một lần nữa. Linh hồn của mẹ hiện về báo với David tới giải cứu cho Barnabas. Ở bên này, Angelique trước đến báo cảnh sát rằng Barnabas đã giết người và gửi tất cả bằng chứng đã chuẩn bị trước, nói rằng gia tộc Colin dựa vào việc giết người làm điều xấu mới phát triển được đến bây giờ. Sau đó, lại dẫn theo người tới nhà của Barnabas, chuẩn bị bắt những người còn lại trong nhà anh. Nhưng cô không ngờ được rằng Barnabas đã trở lại. Anh nói rằng bản thân tình nguyện chịu sự trừng phạt, nhưng cũng sẽ khiến cho Angelique phải đền tội. Barnabas nắm chặt lấy cổ của cô ta, rồi sau đó cắn xuống. Nhưng Angelique vốn là phù thủy nên không hề bị thương, trên người chỉ xuất hiện vài vết nứt. Cảnh sát lúc này mới nhận ra hai người họ không phải là người, do đó ngay lập tức liền sơ tán mọi người. Angelique hỏi Barnabas tại sao mỗi lần đều chọn người khác. Cô chỉ muốn có được tôi. Tôi đã trao trái tim cho anh. Cô vốn không hề có trái tim. Anh là một lời nguyền. Những người phụ nữ yêu anh đều sẽ không có kết quả tốt đẹp. Barnabas bị câu nói đó chọc giận, trực tiếp động thủ với Angelique. Nhưng anh vẫn không phải là đối thủ của Angelique. Elizabeth vội vàng chạy tới giúp đỡ, nhưng pháp lực của Angelique rất mạnh, thậm chí có thể khống chế được bức tượng để tấn công. Lúc này, con gái của Elizabeth nhảy xuống, cô bé không ngờ lại biến thành một người sói. Nhưng sức mạnh của cô vẫn không đủ để chạm tới Angelique, rằng có một hồi thì bị hất ngã xuống đất. Angelique lúc này đắc ý, nói ra một sự thật. Lúc đầu, cô ta đã dẫn dụ người sói cắn con gái của Elizabeth, mẹ của David cũng là do cô ta hại chết. Cô làm tất cả những điều này là vì để báo thù gia tộc của Barnabas. Vào lúc Angelique định ra tay với David, thì linh hồn mẹ cậu bé đã lao tới. Lúc này, cả căn biệt thự chìm trong biển lửa. Barnabas bảo mọi người nhanh chóng rời khỏi, còn bản thân sẽ ở lại giữ chân Angelique. Angelique nói với Barnabas rằng bản thân thật sự rất yêu anh, nếu không có được anh cô sẽ phá hủy mọi thứ. Cô không hề yêu tôi, bởi vì cô không có trái tim. Angelique trực tiếp đưa tay lên ngực, moi ra một trái tim đang đập để bày tỏ tấm lòng. Nhưng Barnabas không hề nhận lấy, trái tim vỡ vụn trong tay Angelique. Cuối cùng, cơ thể của Angelique cũng mất đi sức sống. Lúc này, Barnabas bỗng nhớ tới Victoria, nhưng anh tìm cả căn biệt thự, cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Barnabas đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, Victoria đã bị lời nguyền khống chế, đi đến bên bờ vực, chứng kiến lịch sử sắp lặp lại. Barnabas vội nhảy xuống ôm chặt lấy Victoria. Anh ôm lấy cô vào lòng, rồi cắn lên cổ của cô. Khi Victoria tỉnh lại, cũng biến thành ma cà rồng bất tử. Cứ như vậy, hai người cuối cùng cũng được ở bên nhau mãi mãi, bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc.